Xin chào các bạn đã quay trở lại với kênh của mình. Mình là Thu Anh, Tarot Reader tại Magic Shop, cửa tiệm chữa lành tâm hồn. Mình ở đây để trải những trải bài chung hoặc cùng bạn trò chuyện về tâm linh, vũ trụ, bản đồ sao và tâm lý học. Các bạn hãy ủng hộ mình bằng cách ấn like, bình luận và chia sẻ video của mình nhé. Ngoài ra, bạn nào muốn xem bài riêng với mình có thể liên hệ trực tiếp qua Instagram. Các bạn có thể tìm thấy link ở phần mô tả ngay phía dưới video này. Ok, bây giờ quay trở lại với chủ đề của ngày hôm nay. Thì hôm qua mình làm chủ đề là người khác nghĩ gì về bạn, và hôm nay mình làm chủ đề là bản chất thực sự của bạn. Thế nên cũng không ngạc nhiên khi mà bản chất thực sự của bạn và những gì người khác nhìn nhận bạn là trái ngược nhau hoàn toàn. Thế là chuyện rất bình thường và hầu như ai cũng như thế. Thì hôm nay lại có ba tụ như thường lệ. Tụ 1 là hình Dung Cúc, mình lại sử dụng hình của BTS. Tụ 3 là hình của J-Hope và tụ cuối cùng là hình của Jimin. Đây nhá, mình sẽ đến nhắc lại này, tụ 1 này, tụ 2 và tụ 3. Các bạn hãy lựa chọn tụ nào mà các bạn cảm thấy bị thu hút ngay từ lần nhìn đầu tiên, và các bạn có thể chọn nhiều hơn một tụ nhá. Rồi bây giờ mình xin phép được bắt đầu vào tụ 1. Xin chào các bạn ở tụ 1. Các bạn tụ 1 là những người chọn hình này. Thì đây là trải bài của các bạn, bản chất thực sự của các bạn. Ok, khi mà mình nhìn vào trải bài này thì mình thấy nhá, trước tiên các bạn có lá The Lover và The Hermit. Ok, Ace of Swords thì nói về cái việc, cái sự thông minh, cái tài trí, nói về giao tiếp và nhấn mạnh giao tiếp cho mình. Rồi The Hermit thì cung hoàng đạo đại diện cho lá bài này là cung xử nữ. The Lover, cung hoàng đạo đại diện cho lá bài này là cung song tử. Vậy điểm chung của xử nữ và song tử là gì? Cả hai đều được cai quản bởi hành tinh thủy tinh. Thủy tinh là chủ quản của hai cung hoàng đạo này. Rồi, thế thủy tinh là gì? Thủy tinh là trí thông minh, sự thông minh và khả năng giao tiếp. Đấy, mình nhắc lại, Ace of Swords cũng nói về các chủ đề như thế, trí thông minh và khả năng giao tiếp. Nghĩa là thế này, bạn rất là nhanh trí, đầu óc bạn rất là ok đấy. Cũng không ngạc nhiên lắm nếu mà bạn hồi đi học thì bạn được các thầy cô, người lớn rồi bạn bè xung quanh nhận xét là thông minh, là thiên tài, là thần đồng. Điểm số của bạn trong các môn tự nhiên, toán, lý, hóa luôn cao. Bạn có thể không cần học quá nhiều, nhưng mà cũng có thể giải quyết được bài tập, rồi đạt điểm số cao. Nói chung với bạn hồi đi học dễ như đi chơi ấy mà. Cái cách mà bạn xử lý vấn đề, cái cách mà bạn đưa ra cái khả năng, cái nhìn nhận, cái suy nghĩ của mình, có nghĩa bạn cũng có khả năng nhìn nhận đa chiều nữa. Bạn nghĩ rất nhanh, có nghĩa mình có thể cảm thấy như là đôi khi nhá, cái lời nói của bạn không theo kịp cái đầu của bạn. Nghĩa bạn nghĩ nhiều quá, cùng bạn không nói được hết tất cả những gì mình nghĩ. Và các bạn này là những cái bạn mà có xu hướng nói rất là nhanh, bởi vì đầu của bạn ấy nhanh quá. Thế nên bạn ấy phải nói nhanh cho kịp với cái suy nghĩ, cái đầu óc của các bạn ấy. Đấy là điểm tốt. Còn dĩ nhiên sẽ có mặt không tốt của cái phần tính cách này. Thì mình thấy ở đây là các bạn đôi khi nghĩ hơi nhiều, nghĩ nhiều quá mà bị nghĩ quẩn. Nhất là khi các bạn phải đưa ra sự lựa chọn ngã ba đường, các bạn thật sự không chọn được. Lý do là đơn giản thôi, là bởi vì bạn luôn có xu hướng nhìn nhận đa chiều mọi vấn đề, nhìn nhận khách quan, nhìn chiều này rồi phân tích chiều này, nhìn chiều kia, phân tích chiều kia. Thế là khi mà phân tích xong thì cũng hết sử nó ngay. Mà bạn, người ta chỉ cho bạn giả sử 1 tiếng để đưa ra quyết định, mà chưa chi là bạn đã mất 45 phút để phân tích một vấn đề rồi. Đấy. Người bình thường có thể nhìn nhận được 2 đến 3 chiều của vấn đề là căng, bạn có thể nhìn đến 10 chiều là chuyện bình thường. Đầu óc bạn rất là nhanh nhạy, nhưng tuy nhiên đấy là cái điểm trừ của cái đầu óc bạn. Cái này nó thế này, đôi khi trong những lúc cần hành động thì bạn lại không hành động. Những lúc cần phải đứng lên làm một cái gì đó, đưa ra một cái quyết định gì đó, đứng lên và thật sự bắt tay vào làm việc thì bạn không làm được. Bởi vì trong đầu bạn đang mải nghĩ, đang mải phân tích. Nghĩa là
mà cái cách mà thật ra cái việc cái suy nghĩ của bạn ấy nó cũng không, nó không phải bị lộn xộn đâu, nó rất là chi tiết. Nghĩa là có thể trong đầu bạn nó sẽ có hình thành một cái map, một cái bản đồ tư duy. A rồi đến kiểu A phẩy, đấy bạn hiểu không? Nó sẽ chia thành các nhánh, các cột. Mỗi gạch đầu dòng lại có những cái gạch đầu dòng nhỏ. Ví dụ như là một này, thế này, thế này, thế này. Hai, mục 2 thế này, thế này, này. Xong mục 1 thì mình lại có 1.1, 1.2, 1.3. Rồi 1.1 thì mình lại có phần A, phần B, phần C. A, B, C mình lại có gạch đầu dòng lớn. Xong mỗi gạch đầu dòng lại có một dấu cộng. Bạn hiểu ý mình chứ? Nghĩa là cái đầu óc của bạn là nó kiểu như thế và nghe đã thấy mệt mỏi rồi. Bạn đọc một cái văn bản nào mà nó quá nhiều đầu mục, quá nhiều mục lục, mục nhỏ như thế nó rất đã rất là mệt đúng không? Huống hồ là cái con người này lại có nhiều cái mục nhỏ như thế ở trong đầu. Có thể viết sách được bằng các mục nhỏ đấy của các bạn ý. Vấn đề ở đây là các bạn ý lại thiếu khả năng viết được một cái quyển sách hoàn chỉnh. Bạn ý viết được cái quyển sách trong tưởng tượng, trong cái suy nghĩ, nhưng mà để bắt tay, đặt bút xuống viết, hoặc là đặt tay, đặt chân, hành động, thì các bạn ấy lại thiếu cái khả năng đó. Nên các bạn ấy sẽ cần một ai đó đứng lên ủn các bạn ấy đi, thúc vào vào mông các bạn ấy, đi đi làm cái này đi, làm kia đi. Tóm lại là con người này rất là thông minh nhưng mà không có khả năng lãnh đạo. Và đôi khi các bạn hơi bị sợ cái môi trường bên ngoài. Một phần là các bạn không dám đứng lên hành động bởi vì các bạn đã nghĩ, các bạn đã mường tượng trong đầu được nếu các bạn làm thế này thì sẽ dẫn đến hậu quả gì, hậu quả A, hậu quả B, hậu quả C. Thành ra các bạn sợ. Nhưng mà mình chỉ nói thế này nhá, cái phân tích của các bạn nó chỉ đúng đến một phần nào đấy thôi. Bởi vì các bạn không thể nào kiểm soát được các yếu tố bên ngoài. Các bạn chỉ có thể kiểm soát được bản thân hoặc những cái gì nó thân thuộc, thân quen với các bạn. Nhưng một khi các bạn đã bắt tay vào làm thì rất nhiều yếu tố bên ngoài nó tác động tới. Thế nên mọi cái kế hoạch của các bạn nó đều đổ bể ấy mà. Thế nên tốt nhất đừng lên kế hoạch khi bạn cần phải làm một cái thứ gì đó. Đừng lên và làm đi. Đừng lên và sống thực tế hơn đi. Đừng có sống trong tưởng tượng mãi nữa. Ok. Các bạn này rất là ham học hỏi, ham tri thức. Mỗi tội là thiếu thực tế thôi. Nhá. Ok, cảm ơn các bạn tụ một đã lắng nghe và ủng hộ mình. Bye bye các bạn. Bye bye. Xin chào các bạn ở tụ 2. Các bạn tụ 2 là những bạn chọn hình J-Hope. Khi nhìn vào tụ bài này, mình thấy bản chất của bạn là một người rất là giàu lòng vị tha, giàu lòng bao dung, giàu lòng nhân ái. Trong các bạn tràn ngập tình yêu đôi lứa, tình yêu với người khác, tình yêu cho cái thế giới, cho cuộc sống này. Bạn là một người nhìn nhận theo mọi thứ theo hướng tích cực nhé. Bạn cũng rất sẵn lòng chia sẻ cái nguồn tài nguyên, vật chất, tiền bạc, của cải của bạn cho người khác. Bạn không hề tiếc cái điều này. Bạn rất là tốt. Đôi khi có phần ngây thơ. Thế nên cái bản chất tính cách này của bạn ấy, có thể nếu mà bị lợi dụng thì mình cũng không ngạc nhiên lắm. Mà có khi bị lợi dụng thì bạn cũng không nhìn ra, bạn không nghĩ là bạn bị lợi dụng đâu. Bạn lại nghĩ là người ta khó khăn thật, người ta cần mình giúp được là vui rồi. Nhưng mà vì bản chất của bạn là thế nên là mình nghĩ là bạn sẽ bị kiểu lợi dụng nhiều lần và sẽ không bao giờ sáng mắt ra được ấy. Nghĩa là bạn rất là giàu lòng vị tha, giàu lòng nhân ái, mỗi tội ngây thơ. Bạn cứ như là cái lá the full, cái lá chẳng hề trắng ngốc này. Trong một số trường hợp thì cái lá bài này nói về cái việc bạn điên rồ, bạn sẵn sàng làm một cái thứ gì đó mới, thử thách bản thân. Bạn dũng cảm, nhưng mà trong một số trường hợp, đặc biệt là trong trường hợp này, trường hợp của bạn, nó nói về việc là bạn hơi bị ngây thơ một chút. Bạn không lường trước được các yếu tố bên ngoài. Bạn cho rằng là mình hiểu hết được cái thế giới, cái xã hội này. Chỉ cần có tình yêu, lòng bao dung là cảm hóa được muôn loài. Bạn rất là lý tưởng, sống theo lý tưởng. Thật ra bạn cũng nói cũng có phần đúng. Tình yêu có thể cảm hóa được hầu hết mọi thứ, hầu hết mọi người. Nhưng mà có nhiều người á, sinh ra
bản chất của họ rất là xấu, xấu xa, sinh ra họ đã xấu rồi. Thế nên những người đấy bạn không thể cảm hóa được đâu. Mình nghĩ là bạn cần học thêm cách nhìn nhận về thế giới này. Nó không đơn giản như những gì bạn nghĩ. Mình nghĩ có thể bạn được sinh ra và lớn lên ở một gia đình rất là yêu thương lẫn nhau, rất là đùm bọc lẫn nhau. Thế nên cái cách bạn nhìn nhận mọi thứ rất là... Bạn nghĩ ai cũng tốt bụng như người nhà của mình á. Ai cũng yêu thương nhau giống gia đình, giống bố mẹ, giống anh chị em, họ hàng, hàng xóm của mình. Có thể đây là cái thời điểm mà bạn chưa vỡ lẽ, bạn chưa va chạm nhiều. Nhưng sau này với cái tính cách này thì bạn sẽ bị tổn thương vài lần cho đến khi bạn học được một số thứ. Thật ra mình thấy bạn cũng khá là may mắn, bởi vì những người đến với cuộc sống bạn là những người tốt, bạn thu hút những người tốt, bạn có một năng lượng tích cực, mặc dù cái năng lượng này của bạn ấy có thể thu hút cả người xấu nữa. Và thật ra là nó rất dễ thu hút người xấu, bởi vì bạn sẵn sàng cho đi nữa. Tuy nhiên là chắc là vì số bạn may, bạn được các thiên thần linh hồn bảo vệ, thế nên thành ra là những người đến với bạn toàn là người tốt. Hoặc là có một trường hợp khác là thế này: bạn bè của bạn sẽ bảo vệ bạn. Bạn sẽ, người ta biết là bạn ngây thơ như thế nào, bạn trong sáng như thế nào, thế nên họ tìm cách bảo vệ bạn. Bên cạnh bạn là những người rất là tốt, thỉnh thoảng sẽ bị lợi dụng thôi, nhưng mà chính bạn bè và gia đình sẽ giúp bạn, gọi là cắt cái người đấy ra khỏi cuộc sống của mình. Mình cũng muốn có một cái người bạn như thế này, một người bạn mà kiểu sẵn sàng xả thân vì người khác. Thật ra không đến mức là kiểu xả thân theo kiểu đứng lên đánh nhau. Bạn rất hiền, hiền nhá, hiền, tốt bụng. Tính cách của bạn rất là lành, bạn không thích xung đột, bạn không thích mâu thuẫn. Bạn rất là quý người, gọi là thế, bạn dễ quý người. Người khác cũng quý bạn luôn, bạn dễ được cảm tình với người khác nữa. Cách nói chuyện của bạn thì nhẹ nhàng, dịu dàng. Ngay ngoài cái việc ngây thơ ra thì mình chẳng có gì để chê bạn cả. Bạn luôn, thật ra trong công việc thì bạn cũng không phải là một cái người thích cạnh tranh. Bạn thích cuộc sống nó yên bình, êm ả một chút cũng được. Bạn không có cái đam mê gì quá mãnh liệt. Thật ra thế thì cũng chẳng sao cả. Đây là cái cuộc sống bạn chọn và bạn vui vẻ với điều đấy. Bạn hài lòng với cuộc sống yên bình, yên ả mà bạn chọn. Nói chung là các bạn, bạn rất là ổn. Mình nghĩ cái ngây thơ này thì sớm hay muộn các bạn cũng sẽ sáng mắt ra thôi. Mình không cần phải khuyên răn gì nhiều. Thì các bạn, cái này là chủ quan của mình thôi. Mình mong là các bạn sẽ luôn giữ vững được cái sự, cái tâm hồn trong sáng này. Cái tâm hồn không chút vẩn đục. Một cái điều rất là hiếm trong xã hội hiện nay. Cái tâm của bạn rất là sáng, năng lượng của bạn cũng rất là sáng. Mặc dù bài mình dùng thì nó hơi đen tối một chút, nhưng mà ok, năng lượng của bạn là sáng. Bạn đừng để ý đến cái bài này, ok, ok, ok. Cũng có thể các bạn dưới 18 cộng. Dưới 18 tuổi, quên. Ok, bây giờ mình sẽ sang tụ 2, à tụ 3 nhé. Cảm ơn các bạn tụ 2 đã lắng nghe và ủng hộ mình. Bye bye. Xin chào các bạn ở tụ 3. Các bạn tụ 3 là những người chọn hình Jimin, Jimin, Park Jimin. Đây là tụ bài của các bạn. Trời ơi, các bạn biết sao không? Các bạn có 2 lần lá 10 xu. Trước tiên, bạn là một người yêu gia đình. Bạn là một con người của gia đình. Gia đình hiện tại và thậm chí sau này là cái gia đình bạn. Gia đình riêng của bạn. Nghĩa là vợ chồng con cái của riêng bạn, bạn cũng rất là yêu họ. Bạn yêu những người xung quanh mình. Bạn cũng sẵn sàng cho đi. Nói chung là bạn không phải là cái người mở lòng. Thứ nhất là mình thấy bạn là người hướng nội này. Bạn không hay mở lòng với người khác. Bạn khá là kín tiếng về cái đời sống riêng của mình. Nhưng mà bạn là kiểu
Bạn không tốt với tất cả mọi người nhưng bạn sẽ rất tốt với những người mà bạn tin tưởng, đặc biệt là gia đình, người thân của bạn. Bạn bè lâu năm cũng nhận được cái sự tin tưởng đấy của bạn. Và một khi bạn đã tin tưởng người ta thì bạn rất là chung thủy. Chung thủy, trung thành. Bạn thì không hay thể hiện cảm xúc của mình. Bạn không hay thể hiện cảm xúc. Nhưng thật ra không phải là cái người lý trí, chỉ là bạn không thể hiện cảm xúc thôi. Nhưng mà bên trong bạn nó rất cuồn cuộn, cảm xúc nó cuồn cuộn, cuồn cuộn, cuồn cuộn. Nhưng bạn không thể hiện ra. Bạn có thể tiết chế được cái cảm xúc của mình, nhưng mà nó sẽ hơi bị kiểu kìm nén ấy, thành ra là có thể có những lúc mà bạn không thể khóc được trước mặt người khác ấy, bạn lại về nhà bạn khóc một mình. Như thế thì rất là cô đơn đúng không nào? Nên là mình nghĩ là bạn có thể chia sẻ được với những cái người thân, những người mà bạn tin tưởng thì rất là tốt, thì sẽ đỡ hơn cho bạn. Bạn chung thủy, trung thành với gia đình, với người thân, với họ hàng, những người này cũng sẽ trung thành lại với bạn. Đây là mối quan hệ hai chiều. Nhìn chung thì bạn, dù gì thì nữa thì nhìn chung bạn vẫn là một người hướng nội và thích ở một mình. Bạn hạnh phúc với cái một mình này của mình. Bạn yêu những người xung quanh nhưng mà chỉ là một số thành phần nhất định thôi. Bạn hơi kín tiếng về bản thân. Trong mắt người khác thì có thể bạn hơi bí ẩn. Thế thật ra bạn nghĩ bạn chẳng bí ẩn gì cả. Bạn chỉ đơn giản bạn không thích thổ lộ. Thật ra bạn không phải là nhiều bí mật đến thế. Chỉ là bạn không thích kể thôi. Nhưng mà bạn không có những cái bí mật động trời. Bạn không phải là cái người người dám làm những cái chuyện gì nó sai trái đâu. Mặt không tốt à? Tình mặt, cái phần gọi là hơi không được tốt lắm của trong cái bản chất của bạn đấy là bạn hơi ì. Mình nói rồi đó, bạn hơi ì. Có thể là bạn hơi thích ở trong nhà nhiều. Bạn không thích ra ngoài lắm. Và có ra ngoài thì bạn sẽ chỉ đến những cái nơi quen thuộc. Bạn không có đam mê tìm kiếm những cái thứ mới. Kể cả có đi nữa thì bạn cũng sẽ làm cái đấy với một mình. Tìm kiếm một mình hoặc tìm kiếm với một hai người xung quanh. Nói chung là bạn Bạn hợp với con đường nghệ sĩ, nghệ thuật hơn là bạn làm trong những cái môi trường doanh nghiệp. Bởi vì với cái tính cách này mà bạn làm trong môi trường mà cần phải hướng ngoại, cần phải hòa đồng á, cần phải quan hệ xã giao thì nó không phù hợp với tính cách của bạn đâu. Bạn sẽ bị mệt mỏi và mọi người sẽ hiểu lầm, nghĩ xấu về bạn. Khi mà bạn làm ở môi trường doanh nghiệp, nếu mà bạn không cười nói và bạn hơi khác biệt một chút ấy, thì chắc chắn là bạn sẽ bị nói xấu. Hầu như chỗ nào cũng thế. Thật ra bạn cũng phù hợp với những công việc ít người, không phải ít người mà công việc gọi là một mình à, công việc kiểu freelancer ấy, designer, nhà người thiết kế, những công việc làm một mình hoặc là không cần, không tiếp xúc nhiều với người khác. Bạn phù hợp với kiểu việc như thế hơn, giống như là bạn có một cái thế giới riêng của mình á. Thế giới của riêng bạn. Bạn tự tạo ra một cái thế giới tưởng tượng của riêng mình và sống trong cái thế giới đó. Có thể trong mắt nhiều người bạn kiểu mơ mộng hão huyền. Mà chẳng sao cả. Miễn là bạn không bị tưởng tượng như kiểu ngáo đá xong rồi bơi giữa đường hay là cầm dao chém người là được. Còn tưởng tượng như kiểu mình là, hoặc là bạn tưởng tượng như kiểu là có thiên thần xung quanh cũng không sao cả. Nghĩa là cái tưởng tưởng tượng nó vô hại thì không sao. Nói chung là bạn thích ở một mình, bạn thích làm mọi thứ hầu hết là một mình. Bạn không có nhu cầu kết bạn cho lắm.
một con sói cô độc à? Nhưng mà bạn không hề cảm thấy cô độc và bạn rất là tận hưởng cái không gian đấy. Đi cà phê một mình, đi dạo một mình, đi phố cổ một mình, dắt chó một mình, không có người yêu cũng chẳng sao, đôi khi cô đơn đấy, nhưng mà bạn bè người thân ở bên cạnh thế là quá đủ rồi. Ok, cảm ơn các bạn tụ ba đã lắng nghe. Mình mong sẽ nhận được sự ủng hộ các bạn trong thời gian tiếp theo. Bye bye các bạn tụ ba. Bye bye.